Hello, xin kính chào toàn thể quý vị khách hàng nhé. Nay mình lại quay một video đấy để giới thiệu đến quý vị và các bạn. Đây là dòng sản phẩm sàn nhựa quý vị ơi. Đây là dòng sàn nhựa vân gỗ quý vị nhé. Và hiện tại sàn nhựa này có thương hiệu đó là Cosmos SPC. SPC này hiện tại là có kích thước chi tiết này quý vị này. Chiều dài là 1m224 và chiều rộng này, chiều rộng mặt tấm này quý vị nhé. Đây là chiều rộng mặt tấm này, là có kích thước là 18.5 cm và có độ dày là 4 ly quý vị nhé. Và hiện tại là lớp layer này là 0.2 quý vị nhé. Lớp layer 0.2 và một thùng của nó như vậy là tổng cộng là có 10 tấm quý vị. Và đây là tất cả các cái màu, em quay chi tiết cho quý vị xem các cái màu của cái mẫu sàn nhựa Cosmos này quý vị nhé. Về sàn nhựa thì thứ nhất là gì, có khả năng thứ nhất là không sợ nước, thứ hai là vấn đề là chống mối mọt, cái thứ ba là hạn chế tuyệt đối gần như là vấn đề co ngót quý vị nhé, nên là không sợ vấn đề là sàn nhựa bị co ngót. Và sàn nhựa vân gỗ này thì có khả năng chống trầy này đấy, và đặc biệt là gì, nó phù hợp cho tất cả các cái loại nền, ví dụ như là nền bê tông cáng phẳng hoặc là nền gạch là mình có thể là gì lót được cái sàn nhựa này rồi quý vị nhé. Cái sàn này thì nó không giống như là sàn rắn keo, mà đây là dòng sàn nhựa hèm khóa quý vị nhé, hèm khóa nên là có thể là áp dụng cho mọi cái mặt nền khó tính, ví dụ như là những cái mặt nền mà nó có cái độ gồ ghề nhẹ hoặc là những cái nền mà nó không được phẳng tuyệt đối đó, thì cái sàn nhựa này có thể xử lý được quý vị nhé, có thể lót được hết. Và đây là hôm nay mình quay chi tiết các cái màu này cho quý vị xem. Và hiện tại giá của nó là 255.000 cho một mét vuông quý vị nhé. Bên mình giao hàng toàn quốc 255.000 trên một mét vuông. Đó là giá sàn khá là rẻ ở thị trường rồi quý vị ơi. Sàn này được, nói chung là giá là khá là tốt đấy. Nếu mà sàn nhựa hèm khóa mà bây giờ tìm ra cái giá mà dưới 300 đã là ít rồi, nhưng trong khi đó cái sàn này nó chỉ có giá là 255.000 cho một mét vuông, mà nó lại có độ dày là gì 4 ly luôn quý vị nha. Đấy, độ dày 4 ly luôn, nên là sử dụng cái này là ok lắm này quý vị. Về cái tính năng nhựa của nó thì đa số là gần như là xem giống nhau quý vị nha. Thì riêng cái sàn này thì hiện tại nó có độ khoảng 10 màu quý vị xem này. Đây là tất cả các cái mẫu mà mình sẽ quay chi tiết cho quý vị xem, khá là đẹp, cái màu cũng khá là đẹp, ok đấy, màu này khá là chuẩn. Và tất cả những cái hèm của nó quý vị này, đây là ghép hai tấm lại với nhau quý vị nhé, rất là khít luôn, hèm khóa rất là khít luôn. Đấy, quay chi tiết cho quý vị xem này. Về sàn hèm khóa thì chắc là quý vị biết rồi đó, có nghĩa là sử dụng sàn hèm khóa thì mình không cần dùng keo, và dùng hai tấm mình ghép lại với nhau thì nó sẽ liền lại như thế này quý vị nhé, nó liền như này luôn. Về công năng sử dụng của nó thì bên mình đã làm khá nhiều video về sàn nhựa hèm khóa. Đây quý vị này, xem này. Đây, nó hèm khóa quý vị theo, nó khóa lại với nhau quý vị nhé. Đó, nó móc lại với nhau vậy thôi. Hai cái tấm này thì nó có hèm âm dương, mình cứ ghép từng tấm lại với nhau là xong. Đây, hiện tại mình quay chi tiết lại các cái màu này. Quý vị nào chọn màu nào, quý vị cứ bình luận ở mỗi video. Và bên mình sẽ, và có Zalo đó, quý vị kết bạn Zalo đi, mình sẽ gửi chi tiết các cái màu để cho quý vị duyệt màu nào ok rồi là bao nhiêu đó, thì lúc đó mình sẽ báo giá rồi giao hàng toàn quốc cho quý vị. Và giá hiện tại là 255.000 trên một mét vuông. Ngoài ra đó thì nó còn có các cái phụ kiện như là len nẹp các cái nẹp này để mình bo cạnh, bo những cái góc này đấy. Thì tùy theo mỗi một căn nhà nó có cái diện tích len nẹp khác nhau so với cái sàn quý vị nhé. Ví dụ như những cái sàn nào mà diện tích lớn mà nó ít phòng, một phòng hai phòng thì cái len nẹp nó ít, còn nếu như quý vị mà làm nhiều phòng với diện tích phòng nhỏ đó thì cái lượng cái số lượng len nẹp nó sẽ tốn nhiều hơn đó. Thì mình rất là quay rất là chi tiết về các cái mã màu cho quý vị xem.
Thì riêng cái máy quay ngày hôm nay thì mình quay cái màu nó đạt ở mức độ là 9-10 quý vị nhé. Nó chuẩn đến mức độ 9-10 rồi. Đây mình quay rất là chậm chi tiết để cho quý vị tham khảo. Thì cái số số mẫu hôm nay á nó khoảng độ có 10 màu quý vị nhé. Hiện tại đang có 10 màu sàn. Rất là đẹp, sàn này khá là ok và giá thì mình thấy là nó hiện tại mình thấy là nó đang là dòng rẻ nhất của thị trường đó. Nếu như hẻm khóa mà có giá này thì là rất rẻ đấy quý vị nhé. Đó, hẻm khóa mà có đồ giày 4 ly. Đồ giày 4 ly mà giá này thì rất rẻ rồi. Không có cái nào rẻ hơn rồi. Thì quay đây cho quý vị tham khảo, quý vị nào có nhu cầu sử dụng tới vấn đề sàn nhựa, vân gỗ, hẻm khóa thì hãy đặt hàng quý vị ơi. Bên mình giao hàng toàn quốc. Đó, cái màu mình quay lại một lần chi tiết nữa cho quý vị xem những cái màu của nó này, nó chi tiết như này nhá. Đủ các loại màu cho quý vị lựa chọn luôn. Đó, rất đẹp. Các cái màu coi như là khá là đẹp, khá là nói chung là màu này rất là phổ biến đó quý vị. Đó. Mình quay chi tiết nhé. Rồi, đủ hết màu một lần nữa cho quý vị xem đó. Đấy, khả năng thì chống cháy lan quý vị nhá. Riêng sàn nhựa thì chống cháy lan, chống mối mọt, không sợ nước, không sợ ẩm mốc. Cái vấn đề mối mọt cũng rất là quan trọng quý vị nhé. Đấy, thì sàn nhựa vân gỗ này không bao giờ sợ mối mọt rồi, không sợ ẩm ướt, không sợ nước nôi rồi. Đấy, nên là bây giờ người ta sử dụng cái sàn nhựa vân gỗ rất là nhiều, nó thay thế cho cái dòng sàn gỗ tự nhiên hay là thay thế cho một số dòng sàn gỗ công nghiệp. Đấy. Thì quý vị nào có nhu cầu sử dụng tới sàn sàn nhựa hẻm khóa với giá là 255.000 trên một mét vuông và được tặng miễn phí shop lót bên dưới quý vị nha. Tặng miễn phí tất cả các cái shop lót bên dưới. Ví dụ quý vị mua 50 mét sàn thì sẽ được tặng đính kèm là 50 mét shop để lót bên dưới. Bởi vì khi mình lót sàn này này thì phải có một lớp mút xốp ở bên dưới mình lót để nó tạo cho cái độ êm của cái sàn quý vị nhé. Thì hôm nay cái video này mình quay tới đây thôi, có nghĩa là mình quay chi tiết tất cả các cái mã màu cho quý vị xem đó. Quý vị tham khảo, quý vị có nhu cầu sử dụng tới sàn nhựa hẻm khóa thì quý vị hãy bình luận ở mỗi video hoặc quý vị gọi điện thoại cho mình với số điện thoại 0948 7234 0948 74 3274 quý vị nha. 0948 74 3274. Cảm ơn quý vị đã xem video. Quý vị thấy video hay, hãy nhớ nhấn nút like và quý vị nhớ nhấn nút subscribe, đăng ký kênh để gì? Để mình sẽ cập nhật những video mới nhất. Đấy, cảm ơn quý vị đã xem video. Hiện tại tình hình dịch bệnh đang rất là phức tạp. Dịch Covid đang là phức tạp ở tất cả các nói chung là các cái tỉnh giờ hiện tại của mình lây lan ra những 30 mấy tỉnh rồi, rất là phức tạp. Chúng ta hãy tuân thủ các chỉ thị, nói chung là các cái chỉ thị của cơ quan nhà nước để làm sao luôn luôn đồng hành, chúng ta cùng nhau nắm tay để chống trải qua cái mùa dịch này. Cảm ơn quý vị đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại ở video mới nhất. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.